Australia is taking the next step, and the Australian Government's economic plan is helping. To secure the future, our plan delivers jobs in health, tech, and local manufacturing. Authorised by the Australian Government, Canberra. Australia Vitamins Wholesale là nơi chuyên cung cấp xỉ lẻ các loại thực phẩm chức năng được sản xuất tại Úc cũng như tất cả các loại sữa bột dành cho trẻ em và người lớn với mức giá phải chăng. Tất cả những mặt hàng của Australia Vitamins đều có trên website của công ty. Đặc biệt Australia Vitamins cũng là nơi mà khách hàng có thể tin tưởng gửi quà về cho thân nhân và gia đình của mình tại Việt Nam. Phương châm của Australia Vitamins là nhận gửi quà với giá cả phải chăng và giao hàng tận nhà cho tất cả khách hàng từ Nam đến Bắc. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc số điện thoại 02-8764-3564 hoặc đến thẳng cửa hàng tại số 4/68 John Street, Cabramatta, New South Wales 2166. Lily và Kim Hoàng rất hân hạnh được trở lại với quý vị và các bạn trong chương trình Điểm báo Úc Châu ra ngày hôm nay, thứ năm ngày 7 tháng 4 năm 2022. Và kính thưa quý vị, một lần nữa thành phố Sydney của chúng ta lại chìm trong nước lũ khi mà kể từ tối ngày hôm qua cho đến nguyên ngày hôm nay, lượng nước mưa đã không ngừng gia tăng. Một vài nơi ở khu đô thị Sydney, mực nước đã lên đến 100mm và đây là một cái đỉnh nhiệt mới mà cư dân của khu vực đô thị Sydney cũng đang khá là lo lắng, không biết là có cần phải di tản hay không. Và đó là tin tức được cho là nóng nhất ngày hôm nay. Trong khi ở cấp liên bang, sinh hoạt chính trị vẫn tiếp tục dồn sự chú ý về cuộc vận động tranh cử của lãnh tụ đối lập Anthony Albanese sau những ngày tại tiểu bang Queensland. Thì ngày hôm nay ông đã di chuyển trở lại tiểu bang Tây Úc, là nơi mà ông Albanese đã đặt chân tới vào ngày 3 tháng 3 vừa qua, tức là ngày đầu tiên mà Tây Úc mở cửa biên giới. Tuy nhiên vào thời điểm đó thì ông không được chào đón nồng nhiệt bởi thủ hiến McGowan. Ngược lại thì lần này có vẻ như lãnh tụ của lao động tại tiểu bang cùng với lãnh tụ lao động liên bang đã tìm được một cái tiếng nói chung, và do đó những hình ảnh tay bắt mặt mừng đã được nhìn thấy trong ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị và các bạn, dường như lãnh tụ của đảng lao động ông Anthony Albanese đang rất tích cực vận động tranh cử, mặc dù thì ngày bầu cử vẫn chưa được tuyên bố, tức là các cuộc vận động tranh cử hiện nay vẫn chỉ là chưa chính thức mà thôi. Và với việc mà tích cực vận động bán chính thức như vậy thì là ông Albanese dường như cũng nổi lên hơn nhiều so với Thủ tướng Scott Morrison. Mà cụ thể thì theo một cái nguồn tin độc quyền từ đài truyền hình số 10, thì các cái cuộc thăm dò cử tri của hãng Rolls Morgan thì cũng cho thấy là thế đứng của liên đảng là đang suy giảm nhiều hơn so với đảng lao động đối lập, mà so với cái kết quả của New Poll công bố trước đó. Cụ thể thì trước đây hãng News Poll cũng đã công bố kết quả thăm dò dư luận cho thấy thì lao động là được 54% cử tri ủng hộ, cao hơn so với liên đảng chỉ được 46%. Trong khi theo thăm dò mới nhất của hãng Rolls Morgan thì khoảng cách chênh lệch giữa hai phe còn rộng hơn nữa, với lao động là được 57% và liên đảng tự do quốc gia chỉ còn được là 43%. Điều này cho thấy là sự ủng hộ của cử tri dành cho liên đảng tự do của Thủ tướng Scott Morrison là tiếp tục giảm hạ. Nếu kết quả này mà phản ánh đúng sự thật thì đảng lao động cũng đã được củng cố thế đứng là ở tất cả là 6 tiểu bang, trong khi thì Thủ tướng Morrison thì liên tục bị đánh phá không chỉ bởi đảng lao động đối lập mà còn bởi vài những thành viên trong chính liên đảng tự do quốc gia cầm quyền của ông, khi mà họ cũng cho rằng là Thủ tướng Morrison đã sử dụng lá bài chủng tộc trong cái tiến trình sơ tuyển tại đơn vị Cúc hồi năm 2005. Và kính thưa quý vị, nếu mà chúng ta nói về kết quả của các cuộc thăm dò cử tri thì bài học của cuộc bầu cử 2019 đã cho thấy là tất cả các kết quả thăm dò cử tri này không thể nào được coi là chính xác 100%. Bởi vì vào năm 2019, liên tục trong hơn 3 tháng trước ngày bầu cử, kết quả thăm dò đều cho thấy đảng lao động dẫn trước rất xa so với liên đảng tự do quốc gia. Nhưng vào ngày bầu cử thì liên đảng tự do lại một lần nữa chiến thắng. Và lần này cũng vậy, theo nhận xét của cựu Bộ trưởng Stephen Conroy của đảng lao động, thì tất cả những cái cuộc thăm dò cử tri mặc dù đều cho thấy đảng lao động đang ở thế thượng phong, tuy nhiên chúng ta cần phải hiểu
là những cái cuộc thăm dò này họ chỉ thể hiện hoặc là thực hiện với khoảng trên dưới 1.000 cử tri mà thôi. Và 1.000 cử tri đó không phải là sinh sống đều ở các đơn vị, đặc biệt là ở những đơn vị bấp bênh hay là tại những tiểu bang chiến trường. Bởi vì cử tri tại mỗi đơn vị họ sẽ có cách nhìn khác nhau, chứ không phải là một cách tổng quát. Và vì vậy mà tất cả các cuộc thăm dò này đều không có ý nghĩa nếu như chúng ta tiến hành thăm dò tại mỗi một cái đơn vị, và đặc biệt là đơn vị bấp bênh, thì khi đó kết quả mới có thể được cho là ủng hộ mạnh mẽ như thế nào đối với lao động, hoặc là ủng hộ yếu kém như thế nào đối với liên đảng tự do quốc gia. Và chắc chắn là cũng trong bối cảnh này mà đảng lao động đang muốn tiếp tục vận động tranh cử ở những đơn vị bấp bênh. Tại Queensland thì đảng lao động hy vọng là có thể chiến thắng được 10 đơn vị so với chỉ có 6 đơn vị hiện nay mà thôi. Có nghĩa là đảng lao động đặt mục tiêu là có thêm 4 đơn vị mới. Trong khi chuyển qua tiểu bang Tây Úc thì đảng lao động hy vọng có thể chiếm lại được 3 đơn vị bấp bênh đang nằm trong tay của đảng tự do. Và vì vậy, đó là lý do mà ông Anthony Albanese đã trở lại Tây Úc ngày hôm nay. Và đặc biệt, ông đã có mặt tại đơn vị bấp bênh Hallis của đảng tự do khi mà ông tuyên bố những cái chương trình ủng hộ hoặc là chăm sóc trẻ sơ sinh và một cái bức hình chụp cho thấy là trên tay của ông khi đó cũng đã ẵm một đứa trẻ vừa mới sơ sinh để cam kết cho những cái kế hoạch của đảng lao động. Và điều quan trọng hơn nữa là lần này thì chúng ta đã nhìn thấy một cái cuộc họp báo chung giữa thủ hiến McGowan của Tây Úc và lãnh tụ Anthony Albanese sau khi ông McGowan đã tiếp đón Thủ tướng Scott Morrison vào tuần vừa qua với hàng loạt những cái biện pháp hỗ trợ tài chính mà chính phủ liên bang đã cam kết cho tiểu bang Tây Úc. Vâng. Như vậy là cho thấy là ông Albanese đã trở lại Tây Úc chỉ trong vòng có hơn một tháng mà thôi. Và cái hình ảnh mà ông Albanese trở lại Tây Úc lần này là lại khác hoàn toàn so với cách đây hơn một tháng, là đã được thủ hiến của tiểu bang Tây Úc là ông Mark McGowan là tay bắt mặt mừng. Sở dĩ như vậy vì lần này là ông Albanese cũng có nhiều cái biện pháp hứa hẹn nếu mà thắng cử đối với tiểu bang của Tây Úc, đặc biệt trong vấn đề mà chia sẻ lợi nhuận cái thuế GST mà bản thân thủ hiến Mark McGowan là không muốn tiểu bang Tây Úc chia sẻ với liên bang mà như các tiểu bang khác đang yêu cầu. Và ông Albanese cũng đã lấy lòng cử tri Tây Úc bằng cách cũng nói rằng là nếu mà một chính phủ lao động thắng cử trong tương lai thì sẽ không duyệt xét lại việc phân chia cái lợi nhuận thuế GST. Mà trước đây thì ông Mark McGowan cũng đã từng chỉ trích tiểu bang New South Wales vì New South Wales cũng đang đòi hỏi việc phân chia cái thuế này. Chúng tôi phải nói rõ hơn để quý vị khán giả được hiểu lý do vì sao mà cái lợi nhuận thuế GST nó trở nên quan trọng. Là bởi vì tại mỗi một tiểu bang và lãnh thổ, cái tỷ lệ thuế GST chia nó không có đồng đều. Thí dụ như là tại New South Wales thì mỗi một đô la đóng góp cho thuế GST, chúng ta hoặc là tiểu bang chỉ lấy lại khoảng được 60 cent hoặc 70 cent. Trong khi tại Tasmania, tiểu bang nhỏ nhất, thì mỗi một đô la đóng góp có thể lấy lại hơn một đô la, có nghĩa là được khấu trừ đến 1.1 hoặc là 1.2, có nghĩa là 1 đồng 20 cent hoặc là 1 đồng 10 cent. Và đó là lý do vì sao mà Tây Úc luôn luôn lên tiếng bảo vệ cái lợi nhuận thuế GST, là bởi vì cái chiếc bánh của GST, thí dụ như nó là một cái vòng tròn, và khi mà chúng ta chia đều cho 6 tiểu bang và 2 lãnh thổ thì cái bên này lớn hơn thì bên kia nó phải nhỏ đi. Nó không bao giờ nó có một cái sự đều đặn. Trong khi Tây Úc thì lại có một cái lợi nhuận và mức thuế cho liên bang rất cao, là bởi vì cái quặng mỏ sắt của họ đem lại một cái tài chính rất là lớn. Và vì vậy họ luôn luôn đấu tranh để mà bảo vệ là cái GST của họ không được sụt giảm. Trong khi những tiểu bang khác thì họ lại yêu cầu phải giảm hạ cái mức thuế GST mà liên bang trả cho Tây Úc để mà sử dụng những cái phần đó cho những tiểu bang khác. Thí dụ như New South Wales là tiểu bang không có quặng mỏ, bởi vì Tây Úc là được hưởng từ thiên nhiên tài nguyên. Và họ không có tốn kém gì hết, họ chỉ thu về thôi. Và do đó mà đó là những cái tranh luận liên tục về vấn đề thuế GST. Thủ hiến nào của Tây Úc cũng luôn luôn phải đảm bảo là cái chiếc bánh GST của họ không bị nhỏ đi. Bởi vì nếu nhỏ đi thì
những cái tiền mà vào túi của cư dân thì Úc nó sẽ ít lại, vâng. Hoặc là những cái tiền tài trợ nó sẽ ít đi, yeah. Và đó là lý do mà ông Albanese đã cam kết là một chính phủ lao động trong tương lai sẽ không cắt giảm phần này, hay nói khác hơn là quyền lợi của tiểu bang Tây Úc vẫn được tuyệt đối. Vâng, còn thưa quý vị và các bạn, là tiểu bang Tasmania thì cũng đã có thủ hiến mới. Tiếp theo sau cái quyết định từ chức của thủ hiến Peter Godwin thì ngày hôm qua thì Đảng Tự do tại Tasmania cũng đã bầu chọn dân biểu Jeremy Rockliff làm lãnh tụ, và do đó ông Rockliff sẽ trở thành thủ hiến mới của Tasmania. Ông Jeremy Rockliff thì là năm nay 52 tuổi, đã từng là phó thủ hiến kể từ năm 2014 và tiếp tục phục vụ với chức vụ này trong chính phủ của thủ hiến Godwin kể từ năm 2020 đến nay. Ông Jeremy Rockliff đã dễ dàng được bầu chọn làm người đứng đầu của Đảng Tự do ở Tasmania để trở thành thủ hiến của bang này, là do cũng không có đối thủ bởi ứng cử viên tiềm năng là ông Michael Ferguson cũng đã không ra tranh chức vụ này mà chỉ sẵn sàng để vào vị trí là phó thủ hiến của Tasmania, tức cũng là phó lãnh đạo của Đảng Tự do. Ông Ferguson thì năm nay 48 tuổi, cũng từng muốn cạnh tranh với ông Godwin trong cái cuộc bỏ phiếu bầu lãnh đạo của Đảng Tự do vào năm 2020, tức là cũng vào vị trí thủ hiến Tasmania. Thế nhưng mà ông đã rút lui trước khi mà Đảng Tự do tiến hành bỏ phiếu. Còn hiện nay, ông Ferguson thì cũng sẽ cạnh tranh cái vị trí phó thủ hiến với bà Elise Archer, người cũng đã thông báo ý định ra tranh cử chức vụ phó thủ hiến của Tasmania. Và kính thưa quý vị, liên quan đến lĩnh vực du lịch nội địa, hãng hàng không giá rẻ Jetstar ngày hôm qua vừa loan báo thành lập một cái tuyến đường bay mới giữa Melbourne đến Busselton ở thành phố Perth thuộc tiểu bang Tây Úc. Và để ăn mừng cái dịp khai trương đường bay này thì giá vé của mỗi một chặng bay từ Melbourne đến Busselton hoặc ngược lại chỉ được bán với giá 89 đô la mà thôi, có nghĩa là một cái mức giá rất là rẻ. Và chúng tôi không biết là cái mức giá rẻ này sẽ giữ trong bao lâu. Tuy nhiên đây là tuyến đường bay thứ 22 ở các điểm đến ở nội địa của hãng hàng không Jetstar. Và tất nhiên khi loan báo thông tin này thì thủ hiến Tây Úc Mark Cowan đã rất là hoan nghênh, là bởi vì ông hiểu rằng với cái tuyến đường bay giá rẻ này được hình thành thì số lượng du khách từ Victoria đến Tây Úc sẽ được gia tăng, thay vì với những cái hãng máy bay Qantas hoặc Virgin hiện nay, giá vé one way một chiều là luôn luôn ở mức là khoảng trên dưới 500 đô la, thì mức giá 89 đô la sẽ đem đến cho Tây Úc rất nhiều du khách trong thời gian sắp tới. Vâng, rất hấp dẫn cho một cái chặng đường bay rất dài như vậy. Không biết là có bao nhiêu người được may mắn. Vâng, tức là không biết là chương trình này kéo dài đến bao lâu. Vâng, còn thưa quý vị và các bạn, tại tiểu bang New South Wales, cụ thể là khu đô thị Sydney, thì những cái cơn mưa lớn đã đổ xuống suốt 2 ngày nay, bạt đồng được tính toán là bằng với lượng mưa trung bình hàng năm của thành phố hiện nay. Dự báo thì lượng mưa tiếp tục diễn ra ở Sydney, khu vực Blue Mountain và dọc theo bờ biển phía nam trong những ngày tới, với các thị trấn nằm trong đất liền như là Double, Orange cũng được dự báo là sẽ hứng chịu những cái trận mưa lớn. Thậm chí Cục Khí tượng cũng đã đưa ra cảnh báo thời tiết khắc nghiệt về lượng mưa lớn cũng cho toàn bộ khu vực bờ biển ở phía nam của tiểu bang New South Wales, tức là trải dài từ vùng Newcastle tới Bega, tức là gần tới biên giới của tiểu bang Victoria. Và cảnh báo sơ tán cũng đã được đưa ra cho cư dân ở rất nhiều nơi, đặc biệt là ở những khu vực trũng thấp với nguy cơ xảy ra lũ lụt, đặc biệt là những nơi cũng ở gần các cái con sông lớn vì nước lũ có nguy cơ tràn bờ. Và kính thưa quý vị, chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua, lực lượng cứu hộ SES đã nhận tổng cộng là 680 cuộc gọi giải cứu từ những người đang bị nhấn chìm trong dòng nước lũ. Và đợt mưa lũ lần này nó không đơn giản tập trung ở khu vực phía bắc của tiểu bang New South Wales, mà nó trải dài từ phía bắc cho đến khu vực phía nam, kể cả khu đô thị Sydney cũng bị tấn công bởi những cái cơn mưa mà chúng ta gọi là bơm mưa, chứ cũng không phải là cơn mưa, là bởi vì lượng mưa nó quá lớn đã liên tục đổ xuống. Và một cái khu vực hiện nay ảnh hưởng cũng khá là nặng nề mà có khá đông người Việt sinh sống, đó là tại Camden. Bởi vì sáng ngày hôm nay thì Camden cũng nằm trong danh sách
những vùng cần phải sơ tán. Tất nhiên là không phải là toàn bộ khu vực Camden, chỉ là một vài con đường hoặc là một vài khu vực riêng lẻ nếu nằm ở những cái vùng trũng sâu thì đã yêu cầu được sơ tán, đặc biệt là tối ngày hôm nay, bởi vì ngày hôm nay thứ năm là ngày mà theo tổng nhà khí tượng có lượng mưa nhiều nhất, và xuyên suốt trong tuần này thì lượng mưa vẫn sẽ ở cái mức độ rất là cao và kéo dài cho đến hết tháng 4. Nói một cách khác thì toàn tiểu bang Sydney sẽ tiếp tục trong tình trạng ẩm ướt, và quan trọng hơn nữa là cư dân ở khu vực phía bắc ở Lismore hoặc là Byron Bay hoặc là ở Richmond, là những nơi mà nước lũ vẫn chưa kịp rút đi, thì hiện nay lại đón nhận những cơn mưa mới, và tất nhiên là tình trạng vô gia cư sẽ càng ngày càng gia tăng bởi vì họ không có nhà để trở về. Những khu vực khác thì vẫn hãy còn khá là may mắn, cho dù là bị nhấn chìm trong dòng nước lũ nhưng vẫn còn có thể kịp sơ tán. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ở tiểu bang New South Wales thì là khu vực bờ biển Trung Bắc là một cái địa điểm yêu thích của những người dân vào cái dịp kỳ nghỉ lễ Phục Sinh. Và năm nay, sau khi bị ảnh hưởng bởi những các đợt mưa lũ, thì các công ty khai thác du lịch là đang rất trông chờ vào dịp đó để có thể phục hồi lại việc kinh doanh. Nhiều chủ quán cà phê hay nhà hàng, khách sạn và các cái công ty tổ chức tour du lịch ở đây cho biết là sau một mùa hè ẩm ướt và trải qua hai cái trận lụt lớn chỉ trong một tháng thì việc kinh doanh của họ gần như đã rơi vào thua lỗ. Chẳng hạn chủ một sở hữu một công ty du lịch ở Cobb Harbour thì cho biết là doanh nghiệp này cũng đã phải hủy bỏ một số lượng lớn kỷ lục các cái chuyến lặn biển trong năm nay do mưa, biển động và gần đây là lũ lụt kinh hoàng. Công ty này thì hiện nay cũng đang đặt rất nhiều hy vọng vào điều kiện sẽ tốt hơn trong cái kỳ nghỉ lễ Phục Sinh sắp tới để hy vọng có thể sẽ phục hồi lại doanh thu. Tuy nhiên với thời tiết đang mưa gió như hiện nay thì không biết tới kỳ nghỉ lễ Phục Sinh có thuận lợi hay không. Đó là chúng ta đang nói là Sydney đang bị thảm họa kép sau những cái đợt phong tỏa dài hạn, các cơ quan du lịch hoặc là các cơ sở du lịch hy vọng đón khách vào dịp cuối năm. Mà dịp cuối năm thì dịch bệnh với chủng Omicron thì nó lại lên cái bùng phát rất là cao. Và sau cái dịp Giáng sinh và năm mới, mọi người hy vọng tới Easter, có nghĩa lễ tới lễ Phục Sinh. Thì khi mà sắp sửa tới lễ Phục Sinh thì tình trạng thời tiết nó vô cùng khắc nghiệt. Và trong cái tình trạng thời tiết như thế này thì Tổng nhà khí tượng cũng đã khuyên chúng ta là nên hạn chế đi ra ngoài, và đặc biệt là đến những cái khu vực rừng núi, bởi vì sau cái cuộc lở đất ở Blue Mountain vào thứ ba vừa qua làm thiệt hại hai người du khách từ Anh Quốc thì cái việc này càng được báo động hơn nữa. Và ngày hôm nay thì chúng tôi cũng có thêm thông tin về những nạn nhân xấu số này. Đó là gia đình 5 người quốc tịch Anh Quốc nhưng họ đã sinh sống và làm việc tại Singapore hơn 10 năm qua. Người chồng và cũng là nạn nhân đã tử vong 49 tuổi là một luật sư khá là nổi tiếng tại Singapore, đã tử vong cùng với đứa con trai 7 tuổi. Và đây là chuyến holiday đầu tiên của gia đình này sau thời gian bị phong tỏa bởi Covid-19. Trong khi cho đến thời điểm này, người vợ 50 tuổi và đứa con trai thứ nhì 14 tuổi vẫn hãy còn đang trong tình trạng nguy kịch. May mắn duy nhất đối với cô bé 15 tuổi, tình trạng sức khỏe khá ổn định, tuy nhiên tinh thần thì đang bị sốc rất là nặng. Và người thân của cô bé này từ nước ngoài cũng đang được đến để mà chăm sóc đặc biệt cho cô. Vâng, còn về tình hình dịch Covid-19 thì thưa quý vị và các bạn, tại tiểu bang New South Wales thì ngày hôm nay vẫn ghi nhận cái nhân số nhiễm mới khá cao là 22.255 trường hợp và cũng thêm 16 người nữa tử vong liên quan đến Covid-19. Hiện nay nhân số nằm bệnh viện điều trị vì dịch bệnh này ở New South Wales cũng vẫn cao là 1.437 trường hợp và 48 trường hợp đang phải nằm trong ICU. Còn tại tiểu bang Victoria thì ngày hôm nay cũng ghi nhận 12.314 trường hợp nhiễm mới và có 4 trường hợp nữa tử vong liên quan đến COVID-19. Và nhân số nằm viện ở Victoria thì thấp hơn nhiều so với New South Wales là chỉ còn 283 trường hợp và chỉ có 12 người đang phải nằm trong phòng ICU. Và ngày hôm nay thì chính phủ Victoria cũng thông báo là sẽ cung cấp các cái bộ xét nghiệm nhanh cho những người khuyết tật ở tiểu bang. Và các bộ xét nghiệm nhanh AAT cũng sẽ có sẵn từ thứ Bảy này tại các trung tâm xét nghiệm và các nhân viên liên lạc của những người khuyết tật. Và mỗi người cũng có thể lấy tới 20 bộ mỗi lần đến lấy.
Và Queensland, kính thưa quý vị, số ca nhiễm ngày hôm nay cũng đã có sự gia tăng, cụ thể là 10.984 ca nhiễm mới đã được ghi nhận, trong khi nhân số tử vong vẫn khá cao là 7 người. Và Queensland cũng có nhiều người nằm bệnh viện hơn so với Victoria là 444 người, trong số này có 17 người là đang được điều trị tại ICU. Tiểu bang Tây Úc vẫn tiếp tục duy trì tình trạng lây nhiễm cao là 7.998 trường hợp, và Tây Úc có 3 người nữa tử vong ngày hôm nay. Trong khi đó, Nam Úc một lần nữa lại đạt kỷ lục của chính mình. Sau khi đã đạt kỷ lục ngày hôm qua với hơn 5.700 ca nhiễm, thì ngày hôm nay tiểu bang Nam Úc đã có đến 6.091 ca nhiễm mới, và Nam Úc cũng có thêm 3 người nữa tử vong, trong khi số người nằm bệnh viện cũng đã lên đến 210 người, và trong số này 12 người là đang phải điều trị tại ICU. Vâng, còn tại tiểu bang Tasmania thì ngày hôm nay không ghi nhận trường hợp tử vong, nhưng mà có số ca nhiễm vẫn rất cao là trên 2.000 ca, cụ thể là 2.365 trường hợp, và có 43 người đang phải nằm điều trị trong bệnh viện, và chỉ có 1 người nằm trong ICU. Còn vùng lãnh thổ thủ đô ACT thì cũng ghi nhận 1.094 trường hợp nhiễm bệnh mới và cũng không có trường hợp nào tử vong. Hiện nay ở ACT đang có 49 người phải nằm viện điều trị liên quan đến COVID và chỉ có 3 người đang nằm trong phòng ICU mà thôi. Còn thông tin cuối cùng là liên quan đến tiêu dùng. Khi mà đúng vào dịp chuẩn bị cho lễ phục sinh thì hiện nay một loại trứng phục sinh mang nhãn hiệu rất là phổ biến, đó là Kinder, đã bị thu hồi ở tiểu bang New South Wales là do lo ngại đã nhiễm khuẩn Salmonella. Sau khi sản phẩm này đã bị thu hồi ở rất nhiều nước trên thế giới bởi chính cái công ty sản xuất là Ferrero. Tên cụ thể của những sản phẩm bị thu hồi thì chúng tôi sẽ cho chạy trên màn hình. Và những cái quả trứng chocolate bị thu hồi hiện nay là được bán trên toàn Úc Châu trong các cái siêu thị rất là phổ biến như là Coles, Target, Kmart, Big W và thậm chí trong các cửa hàng bán lẻ như IGA và ở cả một số trạm xăng. Vâng, kính thưa quý vị, thông tin này rất là quan trọng là bởi vì Kim Hoàng nghĩ rằng cho đến thời điểm này rất nhiều gia đình đã mua những cái quả trứng phục sinh này. Và cái thông tin thu hồi hiện nay nó không chỉ nằm trong phạm vi toàn nước Úc, mà trước đó lệnh thu hồi cũng đã xảy ra tại Anh Quốc. Lý do là bởi vì loại trứng này đã được sản xuất tại nước Bỉ và việc nhiễm khuẩn Salmonella đã nhiễm từ nơi sản xuất mà ra. Và vì vậy chúng ta nên đặc biệt lưu ý và đặc biệt là đừng để trẻ em ăn những cái quả trứng này trong mùa phục sinh năm nay. Vâng, thưa quý vị và các bạn, thông tin này cũng đã kết thúc phần điểm báo Úc Châu của chúng tôi ra ngày hôm nay. Chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong phần điểm báo thế giới vào lúc 8 giờ tối nay. Kim Hoàng xin trân trọng kính chào.